Đây rồi, Cristiano Ronaldo 24 Totti cộng 8 anh em ạ. Con hàng đầu tiên của server, 24 Totti cộng 7 thì tôi cũng test rồi, test rất nhiều rồi. Nhưng mà cộng 8 thì bây giờ mới được trải nghiệm. Hôm nọ thì Liari cũng có trải nghiệm rồi. Tôi là người thứ hai. Đây là ạc team color gì đấy, team color MU à? MU cực kỳ khủng anh em ạ. Dã man nhờ, nhìn này. Wayne Rooney Icon cộng 8, Beckham DC cộng 8, Tevez 24HR cộng 8, Max Tomilay này, Park Ji Sung này, Luso, Vidic, Smalling. À chà chà, quá dã man. À cái thực sự là tôi cũng lên cũng khá là nhiều lần đấy, cũng mấy clip rồi anh em ạ. Đấy, một clip là full Icon này, một clip là cũng những cái con hàng kiểu khủng khủng ấy, mấy con hàng khủng anh em ạ. Rồi là Van Basten các thứ ấy. Trời ơi. Đầu tiên chắc là ngó vào CR7 nhỉ. Hôm nay chắc chỉ tập trung vào CR7 24 Totti cộng 8 với anh em ạ. Đấy, 24 Totti cộng 8 thôi. Chúng ta có tốc độ 139, tăng tốc 140, dứt điểm 143, lực sút 143 này. Lực sút 145. Hello em Châu nha, hello em yêu. Sút xa 145, chọn vị trí 146. Em này chỉ số mê nhỉ. Mày thật sự đấy. CR7 mùa thẻ Totti này thì về cái tốc độ thì nó sẽ kém mùa CC một tí, nhưng mà với mức thẻ cộng 8 này thì cái khả năng gọi là chạy xé gió của CR7 cũng là gọi là được cải thiện đáng kể đấy. À đây còn chưa full level nhỉ. Full level thì nó tăng lên một tí này. Rất nhiều chỉ số vàng em ạ. Rất nhiều luôn nha. Đặc biệt mùa thẻ Totti này dứt điểm cực kỳ tín, cực kỳ bén luôn đấy. Ngoài ra thì có Wayne Rooney Icon cộng 8 này. Lướt qua cho anh em một số con hàng ở trong ạc của Gia Bình nha. Cũng tăng tốc độ cũng rất là nhanh luôn ấy. Một thẻ Icon này thì 2 chân 54 thì nó như là 2 chân 55. Dữ liệu bằng chân trái nó cũng khá là mượt. Beckham DC này, DC này tôi dùng ạc của Gia Bình xúc phạt vào được tầm 2-3 quả rồi đấy. Tạt bóng 146 này, chuyền dài 143. Con này như là duy nhất server hay sao nhỉ anh em nhỉ? Được CR7 24 Totti cộng 8 ghi bàn vào lưới là một đặc ân của tuổi trẻ. Em nên nhớ một điều như vậy nha. Tevez này trước thì mình chưa kịp trải nghiệm này. Tăng tốc 144, tốc độ 140, dây bóng 141 này. Dứt điểm 144. Ghê vậy. Ngoài ra có Rashford 23 top S cộng 8. Harry Kane. Nói chung là ở dưới này tôi cũng review mất Gullit rồi nhỉ. 257 thôi. Chắc là ngồi đá luôn anh em ạ. Chắc ngồi đá luôn đi. Ngồi review cái team này chắc là đến chiều mất. Giới thiệu với anh em trang web giao dịch thẻ chiết khấu cao kho thẻ365.com. Chỉ cần đăng ký tài khoản là bạn có thể mua thẻ game với chiết khấu lên tới 6% và chuyển sò Garena là 10%. Ngoài ra còn hỗ trợ anh em đổi thẻ cào với chiết khấu cực kỳ thấp. Hãy đến với kho thẻ365.com. Đây rồi, mở tốc. Hãy nhìn những cái sải chân của anh Bảy đi. Anh Bảy thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ đến thế này mà thôi. Nhanh thật sự. Anh em có ngửi thấy mùi cỏ khét không ạ? Có ngửi thấy mùi cỏ khét đấy từ những cái bước chạy của anh Bảy không ạ? Đấy. Anh Bảy ơi, bước 1. Dình ZZ đây quả được không? ZZ đỏ được không? Uầy. Đỡ đi. Bảo bố mà anh Bảy có lấy cho tôi cái chả làm gì cả, đi bộ xong rồi là lấy góc ZD thôi. Anh Bảy này dứt điểm là tín hơn 1cc anh ạ. Tín hơn rất nhiều nhá. Bước 1. Ui. Lốp bóng. Bước 1 như vậy thì làm sao mà hậu vệ có thể theo được anh em. Đấy. À mày siêu xe ra, anh Bảy này giá ghê quá. Đấy. Anh Bảy đâu nhở? Úi, không được. Thế phải ZD mới là chuẩn. Đừng khen tôi như tình huống vừa rồi. Tại vì tôi quá gọi là quá nhiều trên top rồi. Wow, Carlos Tevez kìa. Con người Quảng Nghệ quá nhờ. Đẩy với chúng tôi này. Đẩy trò với chúng tôi này. Đấy.
Tiền sút anh em ơi, quả đấy tiền sút. Uầy, cái tư thế đâu, nó tư thế thật sự nó rất là khó để có thể tung ra một pha rất đê nhá. Nhưng mà với anh 7 24 công ty cộng 8 thì nó khác. Uầy, mà tiền sút ghê ấy, dã man thật sự. Chưa tạt cho CR7 đánh đầu được không nhỉ? Anh 7 hạ hàng không, airline CR7 tạt ngược anh 7. Yo, ủa anh 7 bật lên đánh đầu cơ mà, sao Beckham lại ghi bàn nhỉ? Có mà anh 7 có tí tác động nha. Ủa anh 7 sẽ bẩn vãi, mày ủn người kìa, anh 7 ủn người em ạ. Đây rồi. Trời ơi, tôi muốn ghi bàn thắng nó mất vệ sinh một tí. Bàn thắng này đã đủ mất vệ sinh chưa anh em? Hả? Đã đủ mất vệ sinh chưa? Em vũ chủ quán viên tẩy đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Thật ra là em cũng muốn có cái cờ lê xanh xanh, nhưng có hội viên rồi chắc anh Trường không cho nữa đâu. Đơn giản mà anh em ơi, hội viên nó quá đơn giản mà. Chỉ cần em có tâm là được. Em Vũ ạ. Vẫn chưa được anh em ạ. Gì gồn này, gì gồn này. Gì gồn này. Anh em nhìn cho tôi vừa mới EDF một nhịp thôi, con vợ đã gì gồn ngay để bắt giết đây rồi. Thôi mình lại phải đê vào góc ngược lại thôi. Anh 7 bước 1. Anh 7 chạy thôi, những người thấy mùi cỏ cháy rồi đấy. Đặc sản của anh 7. Ok. Ui, anh 7 vấp cỏ kìa anh 7 ơi. Có mẹ nó sút trượt bóng. Sút trượt bóng ngã ngay quả bên được. Mê luôn đấy. Nhất à, mày sút vào chân người ta thôi anh 7 lăn ngay ra. Ra được thì chịu rồi. Đây rồi, như so. Ta thử cho anh 7 nha. Ta thử cho anh 7 nha. Anh 7 ơi. Ui, vô đê của dã man đấy. À, anh 7 bố vào đấy thì thật sự đến 10k không bắt được. Có đấy bị thỏ chân đấy. Ui, co mà à, mày siêu phẩm của tôi kìa. Anh em nhìn siêu phẩm chưa? À, mày suy nữa thì nha, suy nữa thì đấy. Đúng góc chữ A luôn rồi, có phải Van der Sar tay dài quá. Tùy theo giá tiền anh em thôi. Ua, có mà. Tiền đá đúng không? Cái này có vẻ tiền đá không anh em? Có mà, có đấy vào được hả? Mê. Mê, thật sự mê cái cách anh 7 ra chân. Rồi đấy, anh 7 đâu, anh 7 ơi. Mày đi rồi, đê thường nha. Đê thường. Mày đỡ đi. Còn sức khỏe là tôi khẳng định là tôi hơi bị ấy ấy, hơi bị okela đấy. Đừng khen. Ui giời ơi, chúng ta có ngay siêu phẩm đến từ cái chân phải của David Beckham. Ui xài. Ở đây không phải là tiền đá nữa rồi, mà nó là kỹ năng nha. Đừng có bảo tiền đá. Vào không? 26,6m này. Đừng di gôn nha. Đừng di gôn nha. Nó di gôn mất rồi. Có mà. Có mà. Nó là di gôn đầu quá. Ui, tiếc cho anh 7 chưa? Sao không qua đầu được? Mày di gôn đi. Mày di gôn đi. Gì với chúng tôi này? Ăn nhẹ quả rainbow qua đầu. Ui xải ơi. Lần này có mà gì bằng trời.